các nhà lãnh đạo ăn cuối cùng. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Tổng quan. Leaders It Last của Simon Sinek ủng hộ phong cách lãnh đạo tập trung vào việc phục vụ người khác hơn là theo đuổi mục tiêu của cổ đông hoặc lợi ích cá nhân. Xu hướng lãnh đạo hiện đại ưu tiên lợi nhận và tiền thưởng cho người điều hành hơn là tạo ra một môi trường lành mạnh cho nhân viên. Những nhà lãnh đạo coi mình là người phục vụ nhân viên như gia đình có thể làm tăng sự hài lòng và gắn kết với công việc giúp giảm căng thẳng và tăng năng suất vì nhân viên cảm thấy an toàn ví dụ trong thủy quân lục chiến hoa kỳ những người lính cấp thấp nhất ăn trước và những người lãnh đạo ăn sau cùng để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội ăn uống và cảm thấy được chăm sóc các nhà lãnh đạo giỏi nhất tạo ra một vòng tròn an toàn bao gồm toàn bộ công ty mà nhân viên có thể mở rộng đến các khách hàng mà họ phục vụ các nhà lãnh đạo tôi chỉ mở rộng vòng tròn an toàn đó cho những người ủng hộ trực tiếp của họ Điều này làm tăng căng thẳng cho những người bên ngoài vòng tròn, những người có thể tin rằng công việc của họ không an toàn. Các nhà lãnh đạo giỏi tránh trừu tượng hóa những người lẽ ra nên ở trong vòng tròn an toàn vào các số liệu thống kê phản ánh hiệu suất của họ. Họ làm như vậy bằng cách ưu tiên các tương tác thực liên quan đến đầu tư thời gian và năng lượng, bằng cách giúp nhân viên hiểu được tác động của công việc của họ và bằng cách duy trì các cộng đồng nhỏ nơi mọi người đều biết nhau cơ sở của hệ thống phân cấp trong các cộng đồng loài người bắt nguồn từ lợi thế tiến hóa của việc sống hợp tác với các nhà lãnh đạo, những người nhận được nhiều nguồn lực hơn để đổi lấy hướng đi của họ. Ở cấp độ sinh học, hóc môn trong cơ thể con người điều chỉnh các tương tác và tìm kiếm mục tiêu. Dopamine và endorphin thúc đẩy thành tích cá nhân và khả năng chịu đựng đau đớn trong khi serotonin và oxytocin tạo cảm giác tự hào và tình cảm giữa mọi người một môi trường làm việc lành mạnh khuyến khích sự cân bằng của các hóc môn này nhưng mọi người có thể phát triển chứng nghiện cảm giác hưng phấn ngắn hạn từ các hóc môn ích kỷ chẳng hạn như cortisol loại nghiện này có thể được kích hoạt bởi mạng xã hội và có xu hướng ức chế hành vi vị tha văn hóa doanh nghiệp phải hỗ trợ chia sẻ ý tưởng học hỏi từ những sai lầm tính chính trực và nội tâm trong lãnh đạo những nhà lãnh đạo có vòng tròn an toàn mạnh mẽ cho tất cả nhân viên của họ có thể giao quyền quyết định và bẻ cong quy tắc cho những nhân viên nắm được thông tin về các quyết định đó gần nhất. Những thay đổi trong triết lý lãnh đạo trong những thập kỷ qua bắt nguồn từ sự thay đổi vị trí lãnh đạo từ những thành viên thuộc thế hệ thế chiến thứ hai, những người đặt ưu tiên cao cho việc phục vụ, sang những người thuộc thế hệ baby boomers, những người đã được dạy để trở nên tư lợi hơn sự phân nhánh đã làm thay đổi các tương tác chính trị ở Hoa Kỳ cũng như nền kinh tế quốc gia. Thế hệ mới đảm nhận các vị trí lãnh đạo có thể ít ích kỷ hơn, nhưng chưa chắc đã vị tha như những người sống qua Thế chiến thứ hai. Phần 2. Chìa khóa rút ra. Các nhà lãnh đạo nên phục vụ nhân viên của họ trên mức lợi nhuận của công ty hoặc lợi ích ích kỷ của họ. Các mô hình lãnh đạo tốt giống như một gia đình hỗ trợ. Một nhà lãnh đạo giỏi tương tác trực tiếp với nhân viên, cho họ hình ảnh rõ ràng về người mà họ đang giúp đỡ và đầu tư cả thời gian và sức lực vào họ các nhà lãnh đạo giỏi bao gồm tất cả nhân viên trong vòng an toàn nơi họ không lo sợ về công việc của mình nhân viên mở rộng vòng tròn đó tới khách hàng hệ thống phân cấp lãnh đạo ban đầu bắt nguồn từ sự tiến hóa của cộng đồng loài người mọi người có một mệnh lệnh tiến hóa là phải hợp tác và dành cho các nhà lãnh đạo nhiều sự tôn trọng hơn nội tiết tố của con người khuyến khích cả thành tích cá nhân và sự hợp tác khi chúng cân bằng. Khi chúng mất cân bằng, mọi người có thể trở nên nghiện những lợi ích ích kỷ ngắn hạn. Những người làm việc trong môi trường làm việc không lành mạnh sẽ bị căng thẳng ở mức độ cao, điều này có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Ít căng thẳng hơn, nhân viên hài lòng hơn sẽ làm việc hiệu quả và gắn kết hơn một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh có thể vượt qua khó khăn kinh tế sẽ khuyến khích nhân viên chia sẻ ý tưởng và học hỏi từ thất bại nó đánh giá cao tính toàn vẹn trên hết chính sách công ty tốt sẽ tránh sa thải nhân viên nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì sa thải làm tăng căng thẳng của nhân viên và giảm thiện chí hợp tác với nhau các nhà lãnh đạo phải thể hiện một tầm nhìn rõ ràng cho nhân viên và sau đó ủy thác cho nhân viên gần nhất với thông tin có thẩm quyền để đưa ra quyết định nhân viên phải được phép bẻ cong các quy tắc. Thế hệ Thế Chiến 2 được biết đến với việc chú trọng đến việc phục vụ người khác, nhưng Baby Boomers nói chung lại quan tâm nhiều hơn đến bản thân. Thế hệ X và Y có xu hướng tư lợi và thích giải quyết những điều trừu tượng hơn. Cơ cấu tiền thưởng và nhiệm vụ công việc ở nơi làm việc hiện đại, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật số, có thể khuyến khích việc nghiện các hormone ích kỷ làm mất đi động lực để hành động vì tha. Các hành động được thúc đẩy bởi hành vi ích kỷ trong giới lãnh đạo hiện tại đã dẫn đến những rối loạn chức năng sâu sắc trong chính trị và kinh tế. Hành vi vị tha được minh họa trong những ví dụ hiếm hoi đại diện cho những lý tưởng cho tương lai. Phần 3. Bài học rút ra 91. Các nhà lãnh đạo nên phục vụ nhân viên của mình trên mức lợi nhuận của công ty hoặc lợi ích ích kỷ của họ. Các mô hình lãnh đạo tốt giống như một gia đình hỗ trợ các nhà lãnh đạo giỏi nhất hy sinh tiền bạc hoặc lợi ích của chính họ vì lợi ích của những người theo họ một hình mẫu cho mối quan hệ này là người lãnh đạo cư xử như cha mẹ một người cha người mẹ tốt sẽ không hy sinh con cái vì lợi ích cá nhân và chịu trách nhiệm về sự an toàn của con cái họ một cách chắc chắn để xác định liệu nơi làm việc có đối xử với nhân viên nhiều như các thành viên trong gia đình hay không là xem xét các khoản trợ cấp nghỉ phép gia đình được cung cấp cho người lao động hoa kỳ không giống như nhiều quốc gia tiên tiến, có các quy định hạn chế từ tiểu bang này sang tiểu bang khác đối với việc nghỉ phép có lương khi người lao động trải qua những bước phát triển quan trọng của gia đình, chẳng hạn như sinh con hoặc nhận con nuôi. Khi người sử dụng lao động không cho nghỉ phép có lương thêm cho những sự kiện này, cha mẹ có thể cảm thấy bị áp lực phải quay lại làm việc càng sớm càng tốt và để đứa trẻ mới sinh cho cha hoặc mẹ kia hoặc cho người chăm sóc trẻ một cho phép nhân viên dành thời gian cần thiết cho gia đình là một cách giúp họ giảm căng thẳng tại nơi làm việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh hơn và đảm bảo rằng họ cảm thấy công việc của mình được đảm bảo mặc dù họ có các nghĩa vụ bên ngoài văn phòng một nhà lãnh đạo coi trọng các mối quan hệ bền chặt giữa các cá nhân và những hành động vị tha sẽ đặt nhu cầu về những nhân viên không bị căng thẳng lên trên tác động đến điểm mấu chốt là họ hoàn thành được từng giờ làm việc có thể do đó một nhà lãnh đạo như vậy sẽ cho phép nghỉ phép gia đình đầy đủ vào những thời điểm quan trọng trong cuộc sống của nhân viên. Phần 4. Bài học rút ra chính hai. Một nhà lãnh đạo giỏi tương tác trực tiếp với nhân viên, cho họ hình ảnh rõ ràng về người mà họ đang giúp đỡ và đầu tư cả thời gian và sức lực cho họ. Một nhà lãnh đạo công ty có thể muốn coi nhân viên là những con số vì nhiều hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào dữ liệu. Hơn nữa, bản chất kỹ thuật số của nhiều tương tác có thể ngăn cản các nhà lãnh đạo tương tác trực tiếp với nhân viên nếu các nhà lãnh đạo coi nhân viên là những con số trừu tượng họ có thể không xem xét tác động của việc đối xử tệ với nhân viên hoặc văn hóa của công ty một nhà lãnh đạo có thể tránh khuynh hướng coi nhân viên là những thứ trừu tượng bằng cách tương tác thực tế với họ và cho họ thấy họ đang giúp đỡ ai các nhà lãnh đạo phải đầu tư thời gian và năng lượng để có được lòng tin nhưng phải kiên nhẫn với những nhân viên chậm tin tưởng họ hơn. Các nhóm có khả năng chống lại sự trừ tượng tốt nhất khi chúng đủ nhỏ để mọi người biết những người khác. Kể từ năm 1999, Goldman Sachs Group, in đã trở thành một ví dụ điển hình về cách không đối xử với nhân viên. Mặc dù những diễn biến gần đây cho thấy công ty có thể đang cải thiện trong cách tiếp cận nhân viên, Goldman bắt đầu sử dụng biện pháp sa thải nhân viên để bù lỗ vào đầu những năm 1990 và nó vẫn tiếp tục thực hiện. Ví dụ, 1.700 người đã bị sa thải vào tháng 7 năm 2016. Hai thông lệ này khuyến khích nhân viên tin rằng công việc của họ không an toàn. Vào tháng 5 năm 2016. Goldman đã thông báo rằng họ sẽ ngừng sử dụng đánh giá hiệu suất xếp hạng nhân viên và thay thế bằng hệ thống phản hồi liên tục cho phép nhân viên tham gia tích cực. Khi làm như vậy, Goldman đi theo sự dẫn dắt của nhiều công ty khác đang loại bỏ các đánh giá hiệu suất tiêu chuẩn để ủng hộ các hệ thống cung cấp nhiều định hướng cá nhân hơn và khuyến khích sự tham gia. Ba đánh giá hiệu suất truyền thống được thực hiện bởi các nhà quản lý định lượng nhân viên theo tiêu chí đánh giá và lưu trữ thông tin đó để xem xét hàng năm cách làm này khiến nhân viên trừu tượng hơn nhiều so với cuộc gặp mặt trực tiếp, trong đó người quản lý có thể đầu tư thời gian và sức lực vào nhân viên. Để có hiệu quả nhất, các cuộc học trực tiếp nên được tổ chức nhất quán theo thời gian và sẽ yêu cầu làm việc theo nhóm nhỏ. Phần 5. Bài học rút ra chính ba. Các nhà lãnh đạo giỏi bao gồm tất cả nhân viên trong vòng an toàn nơi họ không lo sợ về công việc của mình. Nhân viên mở rộng vòng kết nối đó tới khách hàng, trong một bộ máy quan liêu điển hình của công ty các nhà lãnh đạo chỉ bảo vệ những người ủng hộ họ ngược lại một nhà lãnh đạo giỏi bảo vệ tất cả mọi người để không nhân viên nào phải lo lắng về việc tự ý mất việc khi nhân viên cảm thấy được bảo vệ họ có thể khiến khách hàng cảm thấy an toàn vòng tròn an toàn là điều cần thiết đối với các nghề cứu sinh chẳng hạn như chữa cháy và phẫu thuật nội khoa nếu một bác sĩ phẫu thuật không bao gồm các trợ lý phẫu thuật của cô ấy trong vòng tròn an toàn của mình thì cuối cùng cô ấy có thể đe dọa họ và do đó tạo ra một môi trường trong đó căng thẳng và căng thẳng leo thang dẫn đến những sai lầm có thể không xảy ra ví dụ một trợ lý phẫu thuật có thể không đủ tự tin để yêu cầu bác sĩ phẫu thuật lặp lại khi cô ấy không hiểu rõ hướng dẫn của mình điều này có thể dẫn đến một sự hiểu lầm thảm khốc với những hậu quả có thể gây chết người và kết thúc sự nghiệp nếu một người lính cứu hỏa lao vào một tòa nhà đang cháy đầy khói để giải cứu một gia đình năm người mắc kẹt trên tầng năm anh ta có thể cần nhờ các thành viên khác trong công ty đi theo để đảm bảo rằng cả anh ta và các nạn nhân nó ra khỏi tòa nhà còn sống nếu các thành viên khác trong đội cứu hỏa của anh ta có lý do để nghi ngờ anh ta có lẽ vì anh ta không bao giờ khen ngợi công việc của họ hoặc vì anh ta chấp nhận những rủi ro không cần thiết ngang tàn để thể hiện lòng dũng cảm của mình với người đứng đầu của họ thì họ có thể không cảm thấy thoải mái khi chấp nhận rủi ro thay cho anh ta giữa một cuộc giải cứu đầy thử thách. Nhưng ngay cả trong những tình huống sinh tử, vòng tròn an toàn vẫn rất quan trọng để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả cao. Phần 6. Bài học rút ra chính bốn. Hệ thống phân cấp lãnh đạo ban đầu bắt nguồn từ quá trình tiến hóa của cộng đồng loài người. Mọi người có một mệnh lệnh tiến hóa là phải hợp tác và dành cho các nhà lãnh đạo nhiều sự tôn trọng hơn con người có một cơ chế sinh học khiến họ cảm thấy an toàn hơn trong môi trường cộng đồng khi con người thành lập cộng đồng săn bắn hái lượm họ cần tạo ra trật tự để đảm bảo mọi người đều nhận được tài nguyên cần thiết các thành viên mạnh mẽ của cộng đồng đã được trao phần thưởng để đưa ra quyết định và họ đảm bảo rằng những người khác trong cộng đồng nhận được những gì họ cần sau này trong các nền văn minh cổ đại hệ thống phân cấp đó nói chung rất khó thoát khỏi hoặc thay đổi khi mọi người đã ở trong một tầng lớp xã hội cụ thể được phân loại theo thu nhập hoặc nguồn lực mà họ nhận được cho công việc họ đã thực hiện họ sẽ đấu tranh để đạt được địa vị cao hơn trong một nền văn minh có cấu trúc lãnh đạo hiệu quả tạo ra cảm giác an toàn và ổn định các dấu hiệu khác của nền văn minh chẳng hạn như tăng dân số sự tinh tế trong ngôn ngữ viết và phong cách nghệ thuật có thể phát triển trong những nền văn minh không ổn định hoặc những nền văn minh đang có chiến tranh sự phát triển của những đặc điểm khác này sẽ bị ảnh hưởng khi mọi người tránh dựa vào nhau hoặc quá bận rộn với sự sống còn để theo đuổi trí tuệ. 4 phần 7 Bài học rút ra 9 năm Nội tiết tố của con người khuyến khích cả thành tích cá nhân và sự hợp tác khi chúng cân bằng. Khi chúng mất cân bằng, mọi người có thể trở nên nghiện những lợi ích ích kỷ ngắn hạn, hóc môn thúc đẩy thành tích và sự hợp tác của con người. Endorphin khiến mọi người cảm thấy hài lòng về những thành tựu đạt được và dopamine giúp họ chống lại cơn đau nhiều hơn. Serotonin khiến mọi người cảm thấy hài lòng khi nhận được sự tôn trọng và oxytocin tạo ra cảm giác yêu thương khi mọi người tương tác tích cực. Ở trạng thái cân bằng hợp lý, những kích thích tố này thúc đẩy sự hợp tác, nhưng quá nhiều kích thích tố ích kỷ có thể cản trở động lực hành xử vị tha. Trong một ngày nhất định, những người khác nhau cảm nhận tác động của các hóc môn này khác nhau khi phản ứng với cùng một kích thích bắt đầu từ đồng hồ báo thức nếu một người phụ nữ cảm thấy dễ chịu khi thức dậy bắt đầu ngày mới bằng một bài tập thể dục và có đủ thời gian để chuẩn bị cho ngày mới thì cô ấy có thể mong đợi bắt đầu ngày làm việc với một lượng endorphin dồi dào giúp tiếp thêm năng lượng cho mình một người có buổi sáng không hiệu quả sẽ cảm thấy ít tác động hơn từ endorphin và nhiều tác động hơn từ các hóc môn liên quan đến căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng đối phó với những thách thức và bất tiện trong suốt cả ngày. Những người có gia đình hỗ trợ hoặc mạng lưới bạn bè tại nơi làm việc sẽ liên tục nhận được lượng serotonin và oxytocin giúp cải thiện tâm trạng. Điều này có thể mang lại lợi ích sinh học như cải thiện chức năng tim mạch và sức mạnh của xương, một người tránh tương tác giữa các cá nhân để hút thuốc hoặc chơi các trò chơi điện tử không mang tính xã hội sẽ tạo ra nhiều hóc môn ích kỷ hơn và củng cố sự phụ thuộc khiến việc đạt được lợi ích hóc môn từ những thành tích như tập thể dục buổi sáng sớm thậm chí còn kém hấp dẫn hơn. Ngược lại, điều này sẽ dẫn đến mất thêm những cải thiện tiềm năng về sức khỏe tim mạch do serotonin và oxytocin. 5 phần 8 Bài học rút ra 96 Những người làm việc trong môi trường làm việc không lành mạnh thường bị căng thẳng ở mức độ cao, trong đó có ý nghĩa sức khỏe lâu dài. Ít căng thẳng hơn, nhân viên hài lòng hơn sẽ làm việc hiệu quả và gắn kết hơn khi mọi người lo lắng về sự sống còn hoặc an ninh cá nhân trong môi trường làm việc họ sẽ nhận được lượng hóc môn cortisol dư thừa loại hóc môn có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và có thể rút ngắn tuổi thọ nhân viên căng thẳng không hợp tác vì quá chú trọng đến lợi ích cá nhân những nhân viên không lo lắng về an ninh công việc của họ có nhiều khả năng hợp tác hơn một số nhà tuyển dụng tìm kiếm các phương pháp khác để giảm căng thẳng cho nhân viên Mặc dù chúng không phải lúc nào cũng liên quan đến việc cải thiện văn hóa doanh nghiệp, một xu hướng là việc thiết lập các chương trình thiền ngày càng tăng nhằm giảm mức độ căng thẳng của nhân viên, cải thiện sự tập trung của họ vào các mục tiêu và truyền cảm hứng cho họ sáng tạo. Sáu các chương trình yoga của công ty nhằm mục đích cải thiện sức khỏe của nhân viên đồng thời cung cấp các lối thoát cho căng thẳng. Bảy, tuy nhiên, nếu nhân viên không cảm thấy an toàn trong không gian làm việc của họ và luôn lo lắng về sự an toàn trong công việc, thì việc giảm mức độ căng thẳng nhờ các chương trình thiền hoặc yoga sẽ chỉ là biện pháp khắc phục ngắn hạn cho một vấn đề lâu dài sẽ tiếp diễn. Để làm suy yếu năng suất và tinh thần đồng đội, hơn nữa, những nhân viên cảm thấy không an toàn tại nơi làm việc có thể không thực sự cảm thấy tự do để tận dụng lợi thế của một chương trình yoga, ngay cả khi một chương trình được cung cấp cho họ. Phần 9 Bài học rút ra 97, bảy. Một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh có thể tồn tại qua khó khăn kinh tế sẽ khuyến khích nhân viên chia sẻ ý tưởng và học hỏi từ thất bại. Nó đánh giá cao tính toàn vẹn trên hết. Các nhà lãnh đạo giỏi nhận ra rằng họ có thể là nguồn cảm hứng cho sự thay đổi văn hóa tích cực hoặc họ có thể là lý do khiến văn hóa nơi làm việc khiến nhân viên thất vọng. Các công ty có văn hóa mạnh và tập trung vào việc phục vụ nhân viên có thể tồn tại trong thời kỳ suy thoái kinh tế vì nhân viên chấp nhận rằng mọi người có thể cần phải hy sinh để đảm bảo rằng tất cả họ đều tồn tại. Một nhà lãnh đạo phải trung thực để nuôi dưỡng lòng tin cần thiết cho một nền văn hóa nơi làm việc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, các CEO của các tập đoàn đa quốc gia lớn có thích nhiều người làm hài lòng và gây ấn tượng để giữ công việc của họ. Những quần thể này bao gồm nhân viên, cổ đông, cơ quan quản lý, nhà phân tích ngành và khách hàng rất ít người sẽ có nhiều người trông cậy vào họ để thành công và giỏi theo họ khi họ thất bại. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các giám đốc điều hành có thể chống lại khái niệm về sự liêm chính và minh bạch vốn buộc họ phải thể hiện sự khiêm tốn hoặc thừa nhận sai lầm. Tuy nhiên, một giám đốc điều hành có thể tạo ra tác động tích cực đến tất cả những khán giả này bằng cách thể hiện văn hóa lãnh đạo truyền cảm hứng cho những người khác. Ngoài việc thể hiện giá trị của lòng vị tha đối với nhân viên và cổ đông, một nhà lãnh đạo giỏi có thể đại diện cho tiêu chuẩn vàng về khả năng lãnh đạo trong toàn ngành và trở thành lý tưởng để các nhà phân tích đo lường các đối thủ cạnh tranh. Khách hàng cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chất lượng lãnh đạo của một thương hiệu vì niềm tin của họ rất dễ mất nhưng khó lấy lại nếu một công ty mãi mê với vụ bê bối và không giao tiếp đúng cách với người tiêu dùng. Phần 10. Bài học rút ra 98. Chính sách công ty tốt sẽ tránh sa thải nhân viên nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì sa thải làm tăng căng thẳng của nhân viên và giảm thiện chí hợp tác với nhau. Bắt đầu từ những năm 1980, sa thải nhân viên trở thành chiến lược kinh doanh phổ biến hơn để bù đắp tổn thất, mặc dù chúng ngay lập tức khiến nhân viên lo ngại hơn về an ninh công việc của họ. Khi nhân viên quá lo lắng về triển vọng công việc, họ có thể hành động ích kỷ hoặc phá hoại lẫn nhau để bảo vệ chính họ. Ngày nay, các công ty thông báo sa thải hàng quý và trong mọi ngành và tốc độ sa thải của các công ty là một chỉ báo kinh tế được nhóm với việc tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp. Vào tháng 9 năm 2016, các nhà phân tích đã thông báo rằng số lượng nhân viên bị sa thải đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm mặc dù gần 1,6 triệu nhân viên đã bị sa thải chỉ riêng trong tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, sa thải theo kế hoạch và tất cả các lần sa thải được thông báo đều thấp hơn bình thường ở các thế hệ trước, 1,6 triệu người mất việc do bị sa thải trong một tháng sẽ là điều hết sức bất thường vì đơn giản là các công ty không sử dụng việc sa thải để cân bằng lãi lỗ. Tám sa thải nhân viên trong thời kỳ suy thoái có thể tốt cho công ty trong ngắn hạn, nhưng hậu quả đối với xã hội là tiêu cực trong dài hạn. Vì vậy, tỷ lệ sa thải có thể vừa cho biết tình trạng hiện tại của nền kinh tế vừa dự đoán một số Yếu tố trong tương lai khi người lao động bị sa thải tìm được việc làm và nhận trợ cấp thất nghiệp. Phần 11. Bài học rút ra chính chính. Các nhà lãnh đạo phải thể hiện một tầm nhìn rõ ràng cho nhân viên và sau đó giao cho những nhân viên gần gũi nhất với thông tin có thẩm quyền đưa ra quyết định. Nhân viên phải được phép bẻ cong các quy tắc. Ở hầu hết các công ty, các nhà lãnh đạo có thẩm quyền đưa ra quyết định mặc dù nhân viên gần gũi hơn với thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định đó. Nếu một nhà lãnh đạo truyền đạt một tầm nhìn đủ rõ ràng về mục đích của công ty cho tất cả nhân viên, thì nhân viên có thể được trao quyền đưa ra những quyết định đó thay vào đó và bẻ cong các quy tắc khi cần thiết. Theo du hết tác giả tập trung vào năng suất, trao quyền ra quyết định cho những nhân viên nắm bắt thông tin gần nhất là một chiến lược đã được chứng minh là thành công trong nhiều ngành công nghiệp. Trong một trường hợp mà Yuhit đã nêu trong cuốn sách năm 2016 của mình, Smarter, Faster, Better, Cục điều tra liên bang đã trao cho một nhóm phát triển quyền kiểm soát một dự án phần mềm phức tạp và có khả năng. Đắt đỏ có tên là Sensno vì trưởng nhóm hứa sẽ bàn giao dự án trước thời hạn một phần nhỏ chi phí dự tính. Nhóm đã hoàn thành Sensno trước thời hạn 4 năm với một phần nhỏ ngân sách ban đầu. Họ đã sử dụng các quy trình sản xuất được điều chỉnh từ sản xuất tinh gọn, vốn không quen thuộc với FBI vào thời điểm đó nhưng lại phù hợp với nhóm phát triển phần mềm hơn các quy trình hiện có tại cục. Trào quyền ra quyết định cho một nhóm với các quy trình bất thường có thể rất bất thường khi bộ máy quan liêu của chính phủ là tiêu chuẩn. Nhưng làm như vậy đảm bảo rằng nhóm không cần phải xin phép những người không phải là chuyên gia về công nghệ để làm những việc mà dự án yêu cầu. 9 phần 12 Chìa khóa rút ra 10 Thế hệ thế chiến 2 được biết đến với việc chú trọng đến việc phục vụ người khác. Nhưng Baby Boomers nói chung lại quan tâm nhiều hơn đến bản thân. Thế hệ X và Y có xu hướng tư lợi và thích giải quyết những điều trừu tượng hơn. Thế hệ phục vụ trong Thế chiến thứ hai đã phải thực hiện hành vi vị tha trong nhiều trường hợp. Khi họ nuôi dạy những đứa trẻ thuộc thế hệ Baby Boomer, họ muốn đảm bảo rằng những người thuộc thế hệ Boomers cảm thấy họ không cần phải hy sinh hoặc ra đi mà không có bất cứ thứ gì họ cần. Do đó, Baby Boomers ít có khả năng trở thành những nhà lãnh đạo kinh doanh và chính trị gia vị tha. Khi boomers đã nuôi dạy các thành viên của thế hệ X và Y, họ đã truyền lại sự nhấn mạnh này vào lợi ích cá nhân. Các thế hệ trẻ nhất cũng dễ bị nghiện những lợi ích ích kỷ với phần thưởng ngay lập tức. Những năm 2010 là thời điểm gia tăng sự đa dạng về độ tuổi tại nơi làm việc. Những người theo chủ nghĩa truyền thống, những người sinh trước năm 1946, đang làm việc trên 70 tuổi với tỷ lệ cao hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó. Baby Boomers chiếm đa số công nhân cho đến năm 2015. Tại thời điểm đó, Millennials sinh từ năm 1977 đến 1997 trở thành thế hệ chiếm đa số. Chẳng bao lâu nữa, những người sinh sau năm 1997 sẽ gia nhập lực lượng lao động lớn hơn. Mười sự đa dạng về tuổi tác này có thể tạo ra căng thẳng tại nơi làm việc khi các thành viên thuộc một số thế hệ nhất định cảm thấy không được các thế hệ khác đánh giá cao. Ví dụ, tại nơi làm việc tập trung và phát triển phần mềm nhân viên lớn tuổi có thể có kinh nghiệm viết mã bằng ngôn ngữ cũ hơn trong khi nhân viên trẻ hơn bắt đầu học lập trình bằng ngôn ngữ mới hơn do đó các nhân viên trẻ tuổi không có bối cảnh của các ứng dụng cũ này khi họ xây dựng dự án nhưng cũng có thể không có bất kỳ thói quen kém hiệu quả nào còn sót lại từ các ứng dụng lịch sử đó các chiến lược để giảm bớt sự căng thẳng do sự đa dạng về tuổi tác gây ra bao gồm việc không khuyến khích nhân viên khái quát hóa về các thế hệ của nhau, 11 khi họ được khuyến khích làm việc cùng nhau và học hỏi lẫn nhau, ngay cả những người theo chủ nghĩa truyền thống có xu hướng hướng tới những lợi ích vị tha và những người thuộc thế hệ baby boomers có nhiều tư lợi hơn cũng có thể hợp tác trong một vòng tròn an toàn lành mạnh với những nhà lãnh đạo quan tâm đến họ. Phần 13. Bài học rút ra 91 cơ cấu tiền thưởng và nhiệm vụ công việc ở nơi làm việc hiện đại cũng như các phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật số có thể khuyến khích việc nghiện các hóc môn ích kỷ bằng cái giá phải trả là động lực để hành động vị tha những hành động vị tha thực sự có thể là một phương pháp chữa trị chứng nghiện hành vi ích kỷ hoặc tự thỏa mãn bằng chứng là trong các cuộc khảo sát về những người nghiện ma túy hoặc nghiện rượu trong các can thiệp y tế những người nghiện đang hồi phục có nhiều khả năng tình nguyện trong cộng đồng của họ hơn là công chúng nói chung. Những người đã phục hồi thành công trong thời gian dài ít có khả năng nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự. 12 đối với những người đang trải qua cơn nghiện đổi tiết tố để theo đuổi phần thưởng bằng tiền, tương tác trên mạng xã hội hoặc các hành vi ích kỷ khác do endorphin và dopamine thúc đẩy. Công việc tình nguyện hoặc cách tiếp cận công việc hướng đến dịch vụ có thể giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào hóc môn ích kỷ. Phần 14. Bài học rút ra 912. Các hành động được thúc đẩy bởi hành vi ích kỷ của giới lãnh đạo hiện tại đã dẫn đến những rối loạn chức năng sâu sắc trong chính trị và kinh tế. Hành vi vị tha được minh họa trong những ví dụ hiếm hoi đại diện cho những lý tưởng cho tương lai. Khi Baby Boomers giành quyền kiểm soát các tổ chức lớn về chính trị, ngân hàng và phát thanh truyền hình, xu hướng ích kỷ của họ đã làm hỏng ý định vị tha của chính trị và triết học kinh tế Hoa Kỳ. Các chính trị gia đã bãi bỏ các quy định trước đây mang lại lợi ích cho công chúng nói chung gây thiệt hại cho nền kinh tế và môi trường, đồng thời chấm dứt hợp tác giữa các đảng phái chính trị. Bên cạnh một số khác biệt nhỏ trong việc tôn trọng quyền lực, một nghiên cứu về các sở thích lãnh đạo khác nhau đã tìm thấy rất ít sự khác biệt trong khả năng lãnh đạo mà baby boomers, thế hệ sờ và millennials mong đợi. Tất cả các thế hệ đều đặt ưu tiên cao cho khả năng của người lãnh đạo trong việc tham gia vào nhóm, cung cấp cho nhóm các nguồn lực cần thiết, lãnh đạo bằng sự lôi cuốn và nhân đạo. 13. Vì vậy, bất kể thế hệ nào, mọi người đều muốn có một nhà lãnh đạo nhân đạo và sẽ cảm thấy an toàn trong một môi trường mà nhà lãnh đạo sẵn sàng hy sinh cho các thành viên trong nhóm. Khi phong cách lãnh đạo chú trọng đến dịch vụ trở nên phổ biến hơn, các tổ chức hiện đang đấu tranh với phong cách lãnh đạo độc hại có thể thấy được sự cải thiện lâu dài vì nhân viên, bất kể thế hệ nào, đang dần coi trọng nhiều đặc điểm giống nhau. Phần 15. Người quan trọng Simon Sinek là nhân viên phụ trợ của Rand Corporation. Ông đã viết cuốn sách bán chạy Start With Why 2009. Bob Chapman là giám đốc điều hành và chủ tịch của Barry Wemiller Company, Inc. Ông ủng hộ sự lãnh đạo dựa trên dịch vụ trên blog lãnh đạo thực sự của con người. Michael Rowley là chỉ huy tại Trường Vũ khí Không quân Hoa Kỳ. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh ấy đã thực hiện vai trò lãnh đạo mạo hiểm sự an toàn cá nhân của mình cho quân đội trong các nhiệm vụ của mình. Milton Friedman 1912 đến 2006 là một nhà kinh tế học đoạt giải Nobel, người đã thúc đẩy các định nghĩa về kinh tế học nhấn mạnh đến các quyết định ích kỷ. Phần 16 Phong cách của tác giả Simon Sinek viết theo phong cách cá nhân và định hướng theo tính cách trong Leaders Eat Last, mà ông mô tả là một cuộc luận chiến chống lại hiện trạng của lý thuyết lãnh đạo. Anh ấy tập trung vào những người cá nhân, những người đã nêu gương lý tưởng cho vai trò lãnh đạo phục vụ hoặc là một tấm gương về cách không đối xử với nhân viên. Các phần lớn của văn bản được dành riêng để phát thảo các bằng chứng hỗ trợ cho các khẳng định cụ thể. Các khẳng định khác dường như là khái niệm ban đầu của Sinet, không được hỗ trợ bằng bằng chứng được trích dẫn. Sinet cũng đặt ra các thuật ngữ của riêng mình, chẳng hạn như cụm từ sự phong phú mang tính hủy diệt, được sử dụng để mô tả những điều anh ấy nhìn thấy trong công việc tư vấn của mình. Cuốn sách được chia thành các phần, những phần đó được chia thành các phần, mỗi phần chứa một số chương. Nó cũng bao gồm các sơ đồ theo phong cách vẽ tay thường dựa trên sơ đồ VNN. Các ví dụ và trích dẫn trong sách là của người thật, sử dụng tên đầy đủ của họ hoặc của các công ty có thật. Một vài ví dụ đến từ cuộc sống cá nhân của Sinet hoặc những người mà anh ấy đã tư vấn. Một số ví dụ và nguồn xuất hiện nhiều lần trong suốt văn bản, đặc biệt là câu chuyện về Bob Chapman và các công ty nơi ông đã thiết lập nền văn hóa mạnh mẽ. Sinet cũng bao gồm các ví dụ tiêu cực nêu tên các công ty hiện có. Sinet mô tả các thành viên của thế hệ chiến tranh thế giới thứ hai, thế hệ Baby Boomer và thế hệ X và Y, với những đánh giá giá trị về phong cách lãnh đạo của họ dựa trên sự khái quát hóa. Sinet cũng thảo luận về công việc của chúng tôi, xác định bản thân và người đọc là một phần của nhóm nhân viên. ngay trước khi đề cập đến chúng tôi, các cổ đông, vì vậy đối tượng dự định đôi khi không rõ ràng. Sinet ủng hộ các quan điểm cụ thể về các vấn đề chính trị chẳng hạn như quy định kinh tế và hợp tác lưỡng đảng. Văn bản không chứa bất kỳ bộ máy trích dẫn nào cho phép người đọc dễ dàng kết nối các sự kiện được trích dẫn với các nguồn xuất hiện trong phần chú thích. Phần 17 Góc nhìn của tác giả Simon Sinek là một nhân viên phụ trợ tại Rand Corporation, một tổ chức nghiên cứu chính sách công độc lập. Sinek cũng là một nhà tư vấn lãnh đạo và một diễn giả trước công chúng. Ban đầu, anh ấy dự định trở thành luật sư nhưng đã rời trường luật để theo đuổi mục tiêu mà anh ấy mô tả trong cuốn sách của mình là truyền cảm hứng cho những người khác theo đuổi mục tiêu của họ. Nguồn cảm hứng của anh ấy bao gồm các tác phẩm kinh điển về self help, chẳng hạn như bảy thói quen của những người thành đạt của Stephen Covey 1989 và ai đã lấy format của tôi. 1998 của Spencer Johnson, ông cũng được truyền cảm hứng bởi các tác giả kinh tế học hành vi bao gồm Malcolm Gladwell, Stephen Levitt, Stephen Dubner và Nicholas Taleb và nhà phân tâm học Victor Frankin. 14 Sinet trở nên nổi tiếng sau một loạt bài nói chuyện cho các hội nghị Tết được tài trợ độc lập và cho một hội nghị Tết được tài trợ bởi Saplin Foundation. Phần 18. Kết thúc Instarit. Chúng tôi hy vọng bạn thích Instarit này. 14. Xineth trở nên nổi tiếng sau một loạt bài nói chuyện cho các hội nghị Tết được tài trợ độc lập và cho một hội nghị Tết được tài trợ bởi Saplin Foundation. Phần 18. Kết thúc Instarit. Chúng tôi hy vọng bạn thích Instarit này. 14. Xineth trở nên nổi tiếng sau một loạt bài nói chuyện cho các hội nghị Tết được tài trợ độc lập và cho một hội nghị Tết được tài trợ bởi Saplin Foundation. Phần 18. Kết thúc Instarit chúng tôi hy vọng bạn thích instagram này